là rớt liền luôn. Ôi, ôi, ôi. Đâu đó thì cô, đừng có lâu lắm. Xe này có trong nước đâu. Đây các bạn, một cái xe đã bị vô nước. Vô gấu. Bạn, hôm nay là mình sẽ giới thiệu cái chiếc xe của mình cho các bạn. Ê các bạn, hôm nay bạn Pin sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc xe độ. Độ mấy nồng đây? Hãy nhìn cục máy là biết rồi. Đây đó các bạn, đây là bộ máy mà mới nhất giờ nghe. Thầm hố nhất giờ, xịn nhất giờ và mạnh nhất giờ luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test. Đây là không có bắt đầu được nhưng mà nó vẫn chạy ngon được nha các bạn. Ok, sẽ test thử thôi. Điều khiển xa luôn. Rồi điều khiển xa luôn phải không? Bây giờ con đứng đây nè. Ừ. Đi theo dõi chiếc này. Rồi bao nhiêu mét? Rồi đi thử coi. Ok. Wow, các bạn đã đi được 15 mét rồi. Ra ngoài đường luôn. Su, su. Đây nè các bạn, bây giờ mình sẽ test thử cái độ mà chính xác của chiếc xe này nha. Vượt chướng ngại vật, đi qua đường cong 360 độ, rồi không được rồi, bị trừ một điểm. Wow. Rồi trừ 2 điểm, trừ 10 điểm là thua nha, là rớt liền luôn. Ôi, ôi, ôi. Giao nước đi cô, đừng có lâu lắm. Xe này có trong nước đâu. Đây các bạn, một cái xe đã bị vô nước. Vô gấu. Rồi xong luôn các bạn ơi, xe này vô nước không biết nó còn chạy được nữa không. Review thử coi vô nước chạy được không. Đây các bạn, xe này vô nước nó vẫn còn chạy được nha. Nhưng mà xe này mà để nước nhiều quá là hồi cục pin nó sẽ bị mau hết pin lắm. Rồi bây giờ bắt đầu đi phơi khô nha. Ok. Đúng rồi, mình tháo pin ra mình phơi khô thôi các bạn ơi. Ha, cục pin này nó bên trong này nó chưa vô nước mà. Đâu sao? À cục. Ờ cục mạch trước coi. Cái mạch cái nước nó vô có bị sao không? Đúng rồi, cái mạch trong đây là chỉ có cái cục ngay chỗ này nè các bạn. Đây là cục pin nè. Cái mạch nó trong làm trong đây nè. Đúng rồi, nó chưa vô nước được mà. Rồi. Đây, một chiếc xe đã bị rớt nước nha các bạn. Còn đây là cục pin của nó. Đây là xe độ mà... Xe này gọi là xe gì ta? Một chiếc xe đua không có thương hiệu. Xe đua tự chế. Wow, có hai cái phụ luôn các bạn ơi. Phụ này mạnh lắm nghe. Phụ này tải trọng lên tới là... 500kg lận á. Đó. Xe này mình sẽ chở được 8 người nha các bạn. Một người ngồi trên đầu này, một người ngồi ngay chỗ này, một người ngồi đây, một người ngồi đây, một người ngồi đây, ngồi được đây. Đó, còn thiếu người nữa mình cho đu bánh xe nha các bạn. Ok, cái mạch vẫn không sao. Đúng là xe này xe VIP, xe xịn luôn các bạn ơi. Mình thử hai cục pin là vẫn còn chạy được hết. Một cục pin lớn và một cục pin nhỏ. Này có tải trọng là 30V và 1200 mA. Còn cục này là bị rỏ rồi, bị móp rồi, nhưng mà nó là 500 mA nha. Để mình thử rồi các bạn. Ok. Vẫn còn ngon luôn các bạn ơi. Vẫn còn chạy tốt. Dù cho xe để vô nước, đúng là xe đua, xe cao cấp có khác các bạn. Xe này mình mua tới là 4 mấy tỷ lận. Đó, xe này phải đấu giá từ bên Dubai về mới được. Càng trên thế giới này chỉ có một chiếc này thôi chứ không có chiếc thứ hai nha các bạn. Quên gắn cái đèn kia vô nữa. Cái đèn là made in Thailand mà sản xuất ở bên USA. Các bạn tự hiểu rồi đó. Quá VIP các bạn ơi.
Đây, xe này mình chạy dữ quá nên cái bánh nó sẽ bị lủng như thế này nha các bạn. Nhưng mà vẫn chạy bình thường được. Tại vì tốc độ của nó quá cao nên nó phải bắt buộc lủng cái bánh xe này nha các bạn. Bên này là mình sẽ dùng pin sạc nha các bạn. Pin sạc nó có một cái cổng sạc USB hoặc là cổng sạc của iPhone. Rất là VIP Pro luôn. Vừa an toàn vừa thuận tiện luôn. Chứ không phải như mà mình xài pin rời kia hết pin là mình dục. Còn này là pin sạc. Mình hết pin mình đi sạc là mình sẽ xài được nữa nha các bạn. Ok, hôm nay như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong một cái chiếc xe VIP Pro siêu cấp của bằng pin nha. Đây là xe đua. Xe đua top 1 thế giới. Không, cái này được gọi là top mà khủng hoảng luôn nha các bạn. Không có một loại một chiếc xe nào giống như vậy nữa. Tại vì nó nặng quá, cái cục quái nó nặng quá không bắt đầu được. À, xe này không bắt đầu được hả? Tại vì cục máy nó nặng quá. Đâu, xe này thì cái bánh nó để đua thôi, xe này nó gầm thấp các bạn, gầm thấp thì mình không có bắt đầu được. Còn xe gầm cao mình mới bắt đầu được. Không, để cả hẹn các bạn nếu mà clip này lên bao nhiêu lượt xem ta? Không, nếu mà lên clip này được bao nhiêu lượt xem ra? Đây các bạn, clip này mà được 100.000 lượt xem là bạn pin này sẽ review cho các bạn soi xem một cái chiếc xe mà siêu cấp VIP Pro 75 km/h luôn nha các bạn. Nói chung là mình đặt thêm một cái để mình giữ cái này nha. Ok, đợt đó mình sẽ lấy hai xe này chơi kéo coi nha các bạn. Rồi, như vậy là clip đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn clip lần sau. Wow, xe bắt đầu nóng máy rồi các bạn ơi. Bye bye.